Thế con chó của tao làm gì thằng chó mày? Chó mày không làm gì, chả con nó không biết gì cả. Con này thì cũng con khác cùng nhau à. Sao nhở, sao không có con chó mày tất căng thẳng hết hả? Thật sự ơi, tao không thể chịu được một cái thằng như mày không biết kỹ, vừa xấu tính vừa ích kỷ. Khốn nạn. Ok, đầu tiên thì em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân cho khán giả được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu? À, em tên là Diệp Dung, em sinh năm 96, em đến từ Cẩm Phả, Quảng Ninh. Em hiện tại đang độc thân hay là đang có người yêu rồi? Em có người yêu rồi. Hai bạn yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng được khoảng tầm gần 5. Gần 5? Ừ. Trong một năm qua thì em cảm thấy người yêu mình là một người như nào? Khá là tốt, có điều là hơi ham chơi tí. Lớn rồi vẫn thi thoảng cờ bạc rượu chè. Hiện là hỏng rồi. Thế cái tật xấu nhất của người yêu mình là cái gì, em có thể bóc phốt luôn tại đây không? Cái gì tốt nó đều không có. Cái gì tốt nó đều không có. Cay tê nhỉ. Không có một cái điểm sáng nào cả. Ừ, em bị mắt mù mà. Em bị mắt mù. Thế mà một điều mà em muốn bạn đấy thay đổi trong tương lai là gì? Là trưởng thành lên. Em yêu nó mà cứ như kiểu là em là mẹ nó ấy. Cái gì cũng phải giận, cái gì cũng phải nhắc. Người yêu em có đang ở Hà Nội không? Có. Có hả? Ừ. Hôm nay em lên là sang gặp nó đấy. Lên tức là em kiểu như là vừa mình nghỉ Tết ở quê xong rồi từ quê lên đúng không? Định tạo bất ngờ. À tức là em chưa có nói cho người yêu biết là em đi lên đây sao? Ừ, chưa nói. Chưa nói. Ừ, tí em mới nói. Thế thì ngày hôm nay nhân tiện mình gặp nhau ở đây thì anh muốn đưa ra cho em một chủ đề. Em sẽ gọi điện cho người yêu của em. Sau đấy thì em sẽ tạo bất ngờ cho bạn đấy. Em báo với bạn đấy là em đến đang có mặt tại Hà Nội rồi. Bảo bạn đấy là đi ra đón em. À. Được không? Được. Thế em nghĩ rằng là bạn đấy có xuất hiện luôn. Bạn ấy có đang ở gần bến xe không? Có chứ, bởi vì gần đến rồi mà. Chỗ nào ở là gần đến rồi thì chắc đi một tí ra mà. Anh cũng mong thế. Và mong rằng là bạn ấy sẽ bất ngờ và cảm thấy vui vì là sự xuất hiện của em. Em chắc chắn là em chưa có nói với bạn ấy biết là em lên đúng không? Em nói làm gì? Đã bảo lên tạo bất ngờ vậy còn nói. Ok. Được rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cuộc gọi định mệnh ngày hôm nay luôn nhá. Alo. Đố anh biết em đang ở đâu? Em đang ở đâu đấy? Đoán xem. Em mà đang ở quê gì? Đang ở quê thì còn đố làm gì nữa? Đang ở Hà Nội, đi ra đón người ta đi. À đấy á. Em đến sớm ấy. Anh quên không báo em, anh lại ở xuống Hải Phòng chơi rồi. Đi chơi ai đấy? Anh chơi em bảo. Xuống tận Hải Phòng. Hải Phòng dụ cái quê nó chơi. Báo tắt nhạc tôi đi vào này. Này, nhạc nhẽo mầm nên làm gì ấy? Nghe nhạc bình thường thôi. Bật video xem nào. Bật video lên. Sao tối on đấy? Để ăn đóm, chơi gì ở đấy? Đồ sơn. Tôi chơi không được mà. Đồ sơn lại còn đèn đóm, đèn nháy nữa, làm gì đấy? Tôi chơi bình thường thôi, không bảo anh mà quay đâu. Tôi chơi bình thường, bật đèn. Còn mày tắt nhạc rồi đúng không? Tôi chill. Chill? Này, em đùa nhá. Đang ở đâu? Đang đồ sơn, đang quê nhà anh Bảo. Tết không về nhà, đòi ở trên Hà Nội. Xong lại còn đi về đồ sơn. Nhà đi không về, nhưng mà đi về đồ sơn thì lại về. Tết mày đã về với bố mẹ mày chưa? Đi chơi một tí không sao. Đi chơi một tí ở tận Đồ Sơn. Đèn đóm này, làm gì ấy? Lớn rồi nhá. Này, không đón được thì thôi. Con run đâu? Con run ở nhà. Con run ở nhà, còn mày đi chơi. Ai cho ông? Không sao, sáng đi cho nó ăn uống đầy đủ rồi. Ai cho ông? Đi một tí chả sao. Ai cho ông? Chồng, nào phải anh chồng. À, thế con mèo của mày ở trên đây có người trông không? Mèo tao gửi rồi. Mày gửi con mèo của mày và con chó của tao thì mày để cho ở nó ở nhà mình. Ở nhà mình ra ô tô anh có tỉnh lên. Mà chẳng may vượt ra thì mua cho mới vượt ra phải căng đấy nhở. Đầu năm đầu tháng mua cho con khác. Nó làm sao mà phải mua con khác? Chả làm sao cả, nó làm sao thì mua cho con khác. Thế con mèo của mày mà làm sao tao mua con khác cho mày nhá? Mày bị điên. À, mày còn biết bảo tao bị điên. Thế mày thì bình thường. Tao hỏi lần cuối, con run đâu? Chết rồi. Mày đùa vui nhỉ? Nè. Nó đâu? Tao ở chỗ khác.
nhắn gì mà nó cái gì mà tự nhiên mày đùa trẻ con à? Chứ mày nghĩ nó chó mày à? Mày bị điên à? Mày bị điên đấy. Tao không bảo là mày nó, nhưng mà làm sao mà nó tự nhiên nó tao không biết tự nhiên nó chết được không? Về tao mua cho con rồi này. Con mèo của mày tao mua con khác của mày nhá. Sao nhở? Sao không mua con chó mày? Mày tất căng thẳng hết à? Tao hỏi lần cuối làm sao nó chết. Hôm trước thằng Vin con nhà dì Liên sang nó trêu con Dung, nghe con Dung nó cắn cắn nó, tao như tao cáu quá, tao đá, tao bảo không nghe, tao đá nó đá. Cái gì? Mày nói là ai đá? Mày đá? Ừ, tao đá. Nó ở mày bao lâu mà mày đá nó? Bây giờ mày quên đâu, mày nhớ đâu, mày nhớ nó cắn thằng Vin luôn không? Mày cắn Vin nó còn sủa cả tao mày, nó như bị tao quấy tao cũng đá quấy nhất. Làm sao mà con chó lại tự nhiên đi cắn đi tịch táng thằng chó mày? Thì chó đi nó không biết nó nghịch bật lửa nó đốt phải đuôi con chó. Tao cầm bật lửa tao về tao đốt đuôi con mèo của mày nhá. Đó. Này, mày đừng có nói chuyện kiểu thế nhá. Tao thích nói chuyện kiểu thế đấy. Con chó mày định cắn người đấy. Thế con chó của tao làm gì thằng chó mày? Chó mày không làm gì, chả con nó không biết gì cả. Tao hỏi mày, mày nói chuyện buồn cười ấy. Tao hỏi mày, nếu lúc đấy không phải con chó mà nó nặng rồi thì sao? Mày nghĩ sao? Tao trẻ con lắm, tao không biết gì đâu. Tao về, tao đốt đuôi con mèo nhà mày nhá. Tao trẻ con mà. Chờ ơi, tao không biết gì cả. Con này thì có con khác cùng nhau à? Này, tao nói thật ấy. Con mèo đang ở nhà mày đúng không? Bây giờ tao để tao đuôi nó nhá. Tao không biết gì cả. Mai tao mua cho mày con khác, ok? Đơn giản mà. À, mày đừng có bảo đọng đế, mày suy nghĩ một tí đi. Con chó mày nó cắn người đấy. Con mèo tao chẳng cắn ai cả. Nói chuyện nó có lý một tí. Mấy con chó cắn được thằng chó mày à? Không làm gì tự nhiên nó cắn à? Sao mà bảo nó trẻ con nó không biết? Mày có thích trẻ con không biết gì không? Tao cũng trẻ con không biết gì đấy. Nói đi, tao chịu. Chịu đúng không? Tao nói mày nghe nhá. Cái loại ích kỷ như mày ấy, chia tay đi. Thật sự ơi, tao không thể chịu được một cái thằng như mày không biết kỹ, vừa xấu tính vừa ích kỷ. Khốn nạn. Chị mày khá tay nói nhiều. Em cảm thấy như thế nào sau khi mà tham gia cái trải nghiệm này? Thật em không biết nói gì luôn ấy, thật điên lắm rồi ấy. Nó mở đêm đ*** luôn ấy. Em nuôi con chó lâu chưa? Trước giờ em thích nuôi chó nhưng em không dám nuôi bởi vì em sợ là không nuôi được nó cẩn thận ấy, em không dám nuôi. Bây giờ em ổn định được kinh tế là định nuôi chưa được một năm. Em điên lắm luôn ấy. Xong rồi kiểu đợt này sao em không mang nó về quê cùng với em luôn mà em lại để trên này? Nó bảo nó ở nhà thì em nhờ nó trông bởi vì lâu đi lâu lại em sợ nó mệt. Anh mong là khi là em về nhà rồi ấy thì em có thể bình tĩnh lại ấy, để em có thể suy nghĩ một cách thấu đáo hơn. Không, em bình tĩnh, em cũng suy nghĩ, em cũng chỉ suy nghĩ thế thôi. Vì dù sao là kiểu như là mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi ấy, thì bây giờ mình có... Thôi anh không nói gì nữa. Anh cũng chỉ biết cảm ơn em bởi vì em đã nhận lời tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay thôi. Mong rằng là em sẽ có một ngày chơi vui vẻ. Thật sự là bản thân mình cũng không biết phải nói cái gì vào cái lúc này đâu mọi người. Tự nhiên như ngày đầu năm xong rồi mình bị chửi một trận, bị lừa một trận. Gặp một bạn tham gia quá là cục xúc. Và gặp một chuyện khá là ối dồi ôi. Và mở bát nhớ đời luôn mọi người ạ. Mình mong rằng là các bạn xem video này thì sẽ các bạn cảm thấy như nào thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cảm xúc các bạn sau khi xem video này. Và nếu các bạn thấy thích video này thì hãy ấn like, share và subscribe cho kênh The Happy Vlog của mình. Và mong rằng từ bây giờ thì mình sẽ gặp những bạn tham gia mà dịu dàng, nữ tính hơn một chút. Không, mình cảm thấy hơi áp lực với cái nghề này rồi mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Bye bye.